Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot for Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là: họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào và họ có muốn cưới bạn hay không? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi họ yêu bạn nhiều đến mức nào và có muốn cưới bạn hay không. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người rất là mong muốn mọi thứ trong cuộc sống của bạn nó sẽ phát triển theo hướng tích cực hơn, hoặc là có thể bạn đang có sự nắm bắt những cái điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình. Có thể các bạn đang có những cái dự định, kế hoạch gì đó mới cho sự nghiệp, hoặc là muốn theo đuổi một cái lĩnh vực mới. Các bạn đang rất là chuyên cần, nỗ lực, chăm chỉ, là những người rất là nhiệt tình và có sự gọi là cố gắng ha, quyết tâm. Và có thể một số bạn hay làm việc đêm khuya lắm. Các bạn có khả năng là một người cũng khá là cầu toàn, chỉnh chu. Ở đây mình thấy thể là dạo gần đây cuộc sống của bạn cũng có khá nhiều những thử thách, nhiều cái sự khó chịu, hoặc là đôi khi cũng hơi cảm thấy có những cái bất bình gì đó. Tuy nhiên thì mình thấy có thể là bạn là một người sống khá là điềm tĩnh, cho nên là bạn cũng biết kiểm soát cảm xúc của mình, cũng có sự nhẹ nhàng chu đáo với mọi thứ để không có trải qua quá nhiều những cái sự xung đột ha, kiểu vậy. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn đang mong chờ một cái chuyến đi, một cái sự thay đổi hoàn cảnh, hoặc là muốn chuyển nhà, hoặc là muốn đi du lịch gì đó ở đây, hoặc là đang có sự ngóng trong tin tức từ người yêu của mình. Có thể một số bạn, các bạn đang ở xa, đang rất là mong muốn có một cái sự đoàn tụ, sum họp với nhau, hoặc đi chơi với nhau, đi biển với nhau, vân vân. Và có thể là dạo gần đây bạn có nhiều khó khăn, nhiều cái khó chịu, hoặc là sắp có những cái cuộc thi hoặc là phỏng vấn gì đó. Tuy nhiên thì mình thấy các bạn đang chuyển qua cái giai đoạn của dự cái sự gọi là mọi thứ nó sự êm đềm hơn, nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn so với giai đoạn trước. Hoặc là giai đoạn trước các bạn có sự hơi nóng tính, bốc đồng, nhưng mà giờ đây mình thấy các bạn đã biết kiểm soát lời ăn tiếng nói. Và biết gọi là tập trung vào niềm vui hơn là những cái sự bực bội ha. Rồi để mình xem coi đối tượng của bạn là ai đây. Đối tượng của bạn, người này là một người luôn hướng về những cái sự gọi là tích cực nhất ha. Kiểu như đây là một người có khả năng là cũng khá là điển, có khả năng điển trai hoặc là xinh gái, hoặc đây là một người có khả năng là rất là thu hút trong mắt người khác. Người này họ có sự ân cần, nhẹ nhàng, chu đáo. Họ với bạn có thể là toàn là những người có sự biết quan tâm người khác, hoặc là cũng rất thích được bản thân được mình được quan tâm, được yêu thương ấy. Người này có thể như mình nói là có khoảng cách, hoặc là họ có thể là cũng nhanh nhẹn lắm, hoặc là có khả năng là cái người này với bạn hay nhắn tin qua lại với nhau là nhiều. Và ngoài ra mình thấy cái người này học cái gì cũng nhanh hết. Người này khá là giỏi, và họ cũng là một người biết quản lý tài chính của mình, họ cũng có của để dành đó. Người này có tính kiểm soát cũng khá là cao. Họ luôn muốn mọi thứ ở trong tầm kiểm soát của mình, hoặc là có thể cái người này họ cũng rất là tiết kiệm trong chi tiêu, hoặc là một người cũng có tiền, có bạc, có nhà, có cửa chẳng hạn. Hoặc là cái người này rất là mong ước có một cái mái ấm, hoặc là cái ngôi nhà riêng. Người này của họ cũng rất là biết bảo vệ sức khỏe của mình. Dạo gần đây có thể họ đang quan tâm nhiều đến sức khỏe, thể chất hoặc là tinh thần. Hoặc đây cũng là một người họ cũng có sự ân cần, chu đáo, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Họ có khả năng là có thú cưng, cũng khá là yêu thú cưng đó. Người này cũng có sức chịu đựng bền bỉ ha. Ngoài ra người này có một cái tinh thần ngoan cường và bất khuất, thấy là như vậy. Họ cũng giống như bạn, có thể lúc trước cũng hơi nóng tính dội dàng, nhưng mà giờ đây dường như trải qua khá là nhiều những bài học thì họ cũng nhẹ nhàng, tình cảm, hoặc là bình tĩnh hơn.
Rồi để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì họ có họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào và họ có muốn cưới bạn hay không. Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. Để xem coi họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào. Ở đây mình thấy dường như dạo gần đây bạn và đối tượng của bạn dường như có những cái vấn đề về sức khỏe. Và dường như có khoảng cách nữa, hai bạn có khá là nhiều những thử thách. Cái người này mình thấy có thể là trong tình yêu họ cũng rất là nhẹ nhàng, tình cảm ấm áp với các bạn. Nhưng mà trong công việc người này họ rất là khô khan, nguội lạnh và có sự hơi lý trí và có thể năng là một người lãnh đạo đó. Người này có thể là có bụng hơi to một chút, hoặc đây là một người nhìn rất là cứng cáp, nhìn họ rất là cường tráng ha, mạnh khỏe và có khả năng là một người gọi là nói được làm được, và rất là chỉnh chu, rất là đàng hoàng, hoặc là kiểu như là một người không có thích cái sự dối trá. Người này làm gì cũng có sự trật tự kỷ cương á, nhìn họ rất là nguyên tắc và luật lệ. Nhưng mà trong tình yêu thì cũng biết cách ân cần chu đáo với người yêu ha. Ở đây có một số bạn, các bạn đang nghĩ đến người cũ lẫn người đang yêu. Thấy một số bạn như vậy, khoảng 20%. Đối với những bạn nào mà đang yêu cái người này, họ yêu đang yêu bạn nhiều đến mức nào, dường như mình thấy người này đang quan tâm nhiều là đến vấn đề sức khỏe của các bạn đó. Hoặc là có khả năng là trong mối quan hệ này có vấn đề về sức khỏe, hoặc là tài chính, hoặc là khoảng cách, cho nên người này cũng hơi có những cái nỗi lo, nhưng họ có sự giấu trong lòng. Và có thể cái người này họ cảm thấy dạo gần đây có khả năng hai người hơi có sự tách biệt hoặc là khô khan nguội lạnh. Bởi vì có thể họ đang cũng rất là bận bịu và người này họ có muốn cưới bạn hay không là có muốn cưới các bạn. Nhưng mà có thể là do nhiều cái vấn đề bên ngoài nó tác động, như là suy thoái kinh tế, hoặc là có nhiều cái vấn đề như làm việc quá nhiều, cật lực, mệt mỏi. Cho nên là đôi khi họ rất là muốn quan tâm, yêu thương các bạn một cách mà bạn mong muốn, nhưng mà có khả năng là không có thực hiện được bởi vì họ hơi bị đuối sức, có khả năng là họ đang bị bệnh hoặc là bạn đang bị bệnh thì họ cũng rất là quan tâm đến bạn đó nha. Người này có thể cũng rất là sợ cái vấn đề gọi là không có tài chính an toàn, sợ sẽ không thể xây dựng tương lai được bởi vì trong mối quan hệ này họ nghĩ rằng có thực, có dược được đạo, họ rất là mong muốn có thật là nhiều tiền để có thể cưới các bạn. Có một mái ấm gia đình sung túc đủ đầy ha, hạnh phúc ấm êm ở đây, họ muốn cưới ở đây ha. Tuy nhiên phải có tiền mới được và họ cũng người này có khả năng họ ít khi hứa các bạn lắm. Chỉ khi nào họ cảm thấy là họ làm được họ mới dám hứa thôi. Họ sợ sẽ gây cho bạn cái sự thất vọng khi mà họ không làm được á. Họ sẽ sợ sẽ trở thành một cái người thất hứa trong mắt của bạn á, kiểu vậy. Trong mắt người này thì bạn là người tuyệt vời, là cái người mà họ cần, là cái người yêu thương và có sự gọi là rất là hòa hợp với họ. Họ cảm thấy bạn là người rất là tốt đẹp nha. Họ có thể cũng quen, cũng biết nhiều người đó, nhưng mà có thể trong mắt họ bạn là người duy nhất và họ có cái khuynh hướng là yêu các bạn, yêu thật lòng chứ họ không phải là kiểu là say nắng người khác nha. Mặc dù có thể năng cũng có những cái người làm mai, nhưng mà có thể là năng là cái người này họ chỉ muốn nắm tay bạn cùng đi hành trình phía trước thôi. Người này có khả năng là họ cũng rất là muốn chiều hoặc là đáp ứng gì đó cho bạn vui, bạn hạnh phúc, hoặc là rất là muốn gặp các bạn đó. Do có thể một số bạn chưa gặp mặt được nhau, có khoảng cách địa lý ở đây. Người này họ rất là muốn bạn dành thời gian để nghỉ ngơi nè, đừng có thức khuya nhiều quá nè. Người này yêu các bạn nhưng mà họ sẽ không thể hiện quá nhiều ở bên ngoài đâu. Họ yêu họ có cái khuynh hướng giấu nhẹm bên trong, họ chỉ thể hiện ra một nửa thôi. Và ngoài ra có khả năng là người này cũng có rất là nhiều những cái sự đam mê nồng ấm hoặc là mãnh liệt của các bạn chuyện chăn gói nữa. Họ bị thu hút bởi các bạn, cái sự quyến rũ các bạn. Bạn họ cảm thấy bạn cũng là một người có lòng tốt và đồng thời trong mối quan hệ này có khả năng là cái người này họ muốn cho đi nhiều hơn,
Có thể trong tình yêu này, người này họ cũng rất là muốn đáp ứng tiền bạc, tài chính, hoặc là cho bạn cái sự an toàn về tiền bạc, hoặc là tặng quà hay gì đó. Nhưng mà có thể là cái người này, khi mà tình yêu đặt ở trong cái trạng thái của sự nghiêm túc, hoặc là công khai, hoặc là chính thức, thì cái người này họ sẽ cho nhiều hơn trong mối quan hệ đó. Người này có khả năng là họ cũng rất là mong muốn bạn có điều gì suy nghĩ ha, hoặc là có điều gì không hiểu, không rõ thì hãy nói cho họ biết. Bởi vì họ biết bạn là một người hay có những cái suy nghĩ miên man, hoặc là lo lắng, sợ bị phản bội hay gì đó. Ừ. Cho nên cái người này họ có khả năng là yêu các bạn và luôn muốn thể hiện để bạn biết rằng họ không có ai khác khác ngoài bạn cả. Ừ. Người này họ có sự ám ảnh các bạn và đam mê các bạn. Ừ. Và dạo gần đây các bạn thiếu những cái sự gần gũi hoặc là ấm cúng, cho nên người này họ rất là khát khao. Nhưng mà có thể bạn đang vấn đề sức khỏe, hoặc là họ hay gì đó, hoặc là công việc bận rộn, cho nên người này mình thấy họ yêu nhưng họ biết chừng mực, chứ họ không có sự đòi hỏi quá mức ha. Cho nên để hỏi coi họ có muốn cưới bạn hay không là có, và họ có yêu bạn hay không là có, và họ yêu bạn đến mức nào thì có thể yêu đến mức ám ảnh, nhưng mà và có sự quan tâm, nhưng mà có thể là hiện tại chưa thể hiện tình yêu nhiều được, bởi vì có nhiều cái vấn đề bên ngoài tác động, công việc, sự nghiệp, sức khỏe, vân vân, và họ muốn bạn và họ cùng nhau giữ gìn sức khỏe để hai người có thể có một cuộc sống tình yêu trọn vẹn nhất, và họ có sự chung thủy các bạn ở đây. Ở đây có một số bạn, các bạn đang nghĩ đến một cái đối tượng cũ nào đó, thì các bạn có thể đang là đã chặn nhau rồi. Ừ, hoặc là có khả năng là không còn nói chuyện với nhau, hoặc xem nhau như bạn bè thôi. Thì cái người này dường như họ đang cảm thấy khá là cô đơn, trống trải, hoặc là có thể họ biết là bạn đã rời đi rồi, nhưng mà có thể họ vẫn còn nhớ, hoặc là có thể vẫn còn ám ảnh, bởi vì họ cảm thấy hai bạn rất là xứng đôi vừa lứa. Và có thể họ gặp nhiều người, nhưng bạn là cái người duy nhất mà họ cảm thấy rung động mãnh liệt. À, người này dường như họ bị nghiện về chuyện thể xác với các bạn đó. Và dường như có khả năng cái mối quan hệ này chia tay một phần là do sự nghiệp nè, một phần là do sự ám ảnh, hoặc là toxic gì đó, hoặc là có thể người này họ không thể đáp ứng điều gì đó mà bạn mong cầu, cho nên họ cũng rất là hối tiếc, tiếc nuối. Hoặc họ quá khô khan nguội lạnh, không thể hiện tình yêu tình cảm nhiều, hoặc hai bạn có những cái sự hiểu lầm gì đó và hai người đều không có nhường nhịn nhau. Hai người đều thể hiện cái tôi của mình và không ai gọi là chịu gọi là xuống nước. Cho nên là để hỏi người này còn yêu bạn hay không là mình thấy còn ha, nhưng mà và cũng còn nhớ và cũng còn ám ảnh khá là nhiều. Và có thể họ cũng đã từng muốn cưới các bạn ở đây nữa. Nhưng mà có thể người này họ sẽ không thể hiện ra bên ngoài cho bạn thấy được cái điều đó. Hoặc là họ nghĩ rằng bạn là cái người đã chặn đứng mối quan hệ này, bạn là người đã có sự dứt khoát hoặc là chặn rồi. Có thể họ nghĩ rằng bạn đang có sự yêu đương ai đó rồi. Thì mình thấy là như vậy. Họ cũng có sự tìm hiểu những người khác. Nhưng mà cái cảm xúc dành cho bạn thì vẫn còn ha. Rồi, để mình xem coi đối với những bạn nam sang trả bài thì họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào và họ có muốn cưới bạn hay không ha. Ở đây mình thấy những cặp đôi mà yêu nhau thì cái người này họ yêu các bạn nhiều, nhưng mà họ tỏ ra hơi lý trí hoặc hơi khô khan một chút, hoặc họ có sự kìm hãm thì chỉ thể hiện 50% thôi. Nhưng mà cái tình yêu họ dành cho bạn rất là đông đầy, rất là mãnh liệt, hoặc là họ rất là mong muốn hai người sẽ có sự gọi là hẹn hò nhiều hơn, gắn kết nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Người này có khả năng là đôi khi họ cũng hơi bị có một cái sự hơi bức bối một chút, là có khả năng hai bạn có khoảng cách, hoặc là bạn bận rộn nhiều quá, thiếu dành thời gian cho họ.
Cho nên là người này đôi khi cũng hơi buồn, nhưng mà có thể họ cũng suy nghĩ cho các bạn, cũng có sự gọi là có sự sáng suốt ha, thực tế để có thể giữ vững cái tình yêu này. Người này có muốn cưới bạn hay không? Tất nhiên là họ muốn cưới rồi, họ cũng rất là muốn thoát khỏi sự cô đơn và họ cũng đang tự hỏi là bạn có muốn cưới họ hay không. Không biết là bạn có muốn kết hôn hay không, tại vì dạo gần đây họ thấy bạn quá bận rộn và bạn cứ gọi là thể hiện tình yêu, nói lời yêu thương nhưng mà không có thấy hành động. Hành động rất là chậm nha, họ rất là muốn bạn hãy có sự quyết liệt lên ha, vững vàng hơn hoặc là chủ động để họ có thể cảm thấy an lòng, cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái, thỏa mãn. Ừ, bởi vì bạn là cái người duy nhất mà họ cần. Họ có thể cũng có nhiều người theo đuổi nhưng mà có khả năng là họ chỉ muốn bạn mà thôi. Họ nghĩ bạn là cái ánh sáng dẫn họ ra khỏi con đường tăm tối. Và họ rất là muốn hai người sẽ có khả năng gọi là hiểu nhau. Có thể họ rất là muốn bạn hãy có một sự cho họ thấy rõ được cái sự thật, rõ sự rõ ràng rằng bạn có muốn cưới và bạn hãy hành động quyết liệt lên 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 đi để cho họ có thể cảm thấy vui vẻ hơn. À, thậm chí là có thể họ muốn gặp gỡ nha, đoàn tụ và có những cái khoảng thời gian yêu thương ngọt ngào ấm cúng hơn. Người này có rất là nhiều mong muốn ở đây nhưng mà họ có sự giấu trong lòng, họ không có thể hiện ra bên ngoài. Họ rất là mong muốn bạn có thể hiểu được họ. Người này có nhiều điều muốn nói nhưng mà họ có sự đấu tranh tâm lý rất là nhiều, sợ nói ra. Kiểu như là bạn sẽ bị áp lực hoặc là sợ rằng bạn có những cái suy nghĩ lệch lạc, hiểu sai gì đó vân vân. Hoặc là kiểu như là bạn nghĩ rằng họ đang rất là hối thúc hoặc là đang rất là kiểu như là bạn lụy họ lụy bạn đó. Cho nên cái người này trong lòng rất là muốn luôn, họ yêu bạn nữa nhưng mà lại ngại nói. Và họ rất là hy vọng là bạn sẽ hoàn thành tốt công việc, có phát triển công việc, có tiền tài rồi cuộc sống tốt hơn và bạn sẽ có thể thể hiện tình cảm, mọi thứ nó sẽ có một sự gọi là điều kiện tốt đẹp để hai người có thể kết nối hoặc là về chung một nhà với nhau. Ở đây những bạn nào mà ngắt kết nối chia tay có khoảng 20% một số trường hợp là đã người này đã có người yêu mới rồi. Và họ đang ở trong mối tình yêu cũng khá là tốt đẹp ha, hạnh phúc. Cho nên là họ cũng không có nghĩ đến các bạn, bởi vì có thể hai bạn có quá nhiều những cái sự tranh cãi mệt mỏi, họ chỉ cần họ muốn một cái người yêu thương, biết lo làm ăn rồi có sự chân thành ngọt ngào và cho họ cảm giác yên bình, thỏa mãn, hài lòng, chứ họ không có muốn một cái tình yêu mà luôn gây hấn, tranh cãi, mệt mỏi, nặng nề ha. Nên 20% là đã có người mới hoặc là đã quyết tâm tìm người mới rồi. Còn những người khác thì có thể hai bạn hơi khắc khẩu và cái người này cũng có cái quyền hành riêng hoặc có một cái địa vị hoặc là họ kiểu như là muốn có một cái chỗ đứng trong tình yêu này, có một cái tiếng nói. Có thể họ cũng yêu các bạn và cũng có tình cảm dâng trào đó. Tuy nhiên thì có khả năng là cái người này họ không có muốn bị gọi là kiệt sức trong mối quan hệ này. Họ muốn bạn là cái người sẽ cho đi nhiều hơn, sẽ cố gắng nắm lấy tình yêu này ha, kiềm giữ mối quan hệ này. Họ muốn được nuông chiều, được yêu thương, được quan tâm, được ân cần. Cho nên những bạn nào ngắt kết nối chia tay thì mình thấy dường như họ đang tập trung vào cuộc sống và tập trung vào niềm vui, hạnh phúc cho riêng mình. Họ có nhiều người theo đuổi. Và dường như thì có thể người này vẫn còn nhớ đến các bạn bởi vì có thể bạn cũng có đáp ứng một số phần gì đó, họ cảm thấy thỏa mãn nhưng mà họ cần bạn có sự đầu tư nhiều hơn hoặc là nhẹ nhàng, tình cảm hơn, biết quan tâm hơn và biết đấu tranh cho tình yêu hơn chứ không phải là kiểu đấu tranh với họ. Đấu tranh chiến thắng những cái điều tiêu cực ha, những cái sự mù mờ, những cái sự mập mờ cho họ thấy được cái sự rõ ràng, cái tình yêu tốt đẹp mà bạn mang đến. Thì may ra có thể sẽ có một cái sự đoàn tụ, còn không thì thôi bởi vì người này có nhiều sự lựa chọn. Ha, họ biết quý trọng giá trị của mình và yêu thương chính mình. Người này mặc dù nếu mà họ có tình cảm với bạn nhưng mà nếu như bạn không không cho họ cảm thấy an toàn hoặc là thể hiện được cái tình yêu thật sự nghiêm túc đó, thì cái người này họ cũng sẽ rời đi thôi. Họ không có muốn mang vác quá nhiều gánh nặng hoặc là cái người phải hy sinh trong mối quan hệ quá nhiều nha.
Có thể là họ đã từng yêu, đã từng hy sinh nhưng mà chẳng được cái gì cả, cho nên họ rút kinh nghiệm. Cho nên dù có tình cảm nhưng mà họ cảm thấy bức bối, họ cảm thấy hai người có sự mâu thuẫn quá nhiều là họ bị thụt giảm tình cảm và họ có sự yêu bản thân nhiều hơn là các bạn. Họ chọn chính mình nha. Rồi để mình xem charm cho các bạn ha. Có thể có một số bạn là có những cái sợi dây ràng buộc gì đó ở đây, hoặc là có thể một số bạn nữ hay cột cột tóc. Ở đây có một số bạn rất là yêu âm nhạc ha. Có cái thiên hướng về nghệ thuật và rất là nghe thích nghe nhạc chẳng hạn, và có thể các bạn rất là hay thấy bướm trong giai đoạn này, hoặc là các bạn đang trong quá trình chuyển đổi biến đổi. Các bạn là những người có khả năng chuyển hóa chính mình, thay đổi để tốt hơn. Và ngoài ra có thể một trong hai người rất là thích đi du lịch, hoặc là có thể cũng có nhà có cửa, hoặc là có thể một số người thích du lịch kiểu homestay á. Một số bạn nam ở đây có thể biết sử dụng nhạc cụ, hoặc là các bạn nữ ha, biết thổi kèn. Và ngoài ra có thể một số bạn là khá nổi tiếng, hoặc là trong mắt của đối tượng của bạn họ họ nghĩ bạn cũng là một ngôi sao đó. Và một số người có thể khao khát một cái sự dồi dào thịnh vượng, hoặc là có thể các bạn có khả năng về tâm linh. Một số bạn mình thấy là trong mắt cả hai người đều xem nhau là một người tỏa sáng, một người tích cực, hoặc là họ cũng cảm thấy rất là may mắn khi có được các bạn. Hoặc là các bạn rất là thích ngắm sao trăng, hoặc các bạn đang có những cái điều ước ước mơ trong mối quan hệ này. Hy vọng các bạn sẽ may mắn hơn kiểu vậy. Rồi để mình xem cái cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn ấy, là của bạn của người đó. Xử nữ, nhân mã, sư tử, ma kết, song ngư, cự giải ha. Rồi chữ cái trong tên, chữ cờ, chữ L, chữ O, chữ B phở, chữ V, chữ M, chữ A, chữ E, chữ S, chữ Y dài, chữ Z và chữ J. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ. Hai, bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi họ yêu bạn nhiều đến mức nào và có muốn cưới bạn hay không. Và đây nhận cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 dạo gần đây có thể là bạn đang gọi là cố gắng tập trung hơn vào tài chính, có thể bạn cũng không có khả năng là tình cảm giữa bạn và đối phương có thể nó cũng hơi có một sự nhạt nhòa một chút, bởi vì các bạn có thể là muốn có không gian riêng hơn cho công việc, cho sự nghiệp của mình. Dạo gần đây một số bạn tụ hai hơi thất vọng vấn đề tiền bạc của mình, hoặc là đang cảm thấy chao đảo trong trên, bởi vì có thể năng là mọi thứ nó không có diễn ra theo bạn mong đợi. Bạn đang cố gắng cân bằng sự tiền bạc, hoặc là đang rất là mong muốn tìm kiếm một cái con đường gì đó để gia tăng thu nhập, phát triển tiền bạc của mình, đang rất là nỗ lực kiếm tiền ha, chăm chỉ. Và các bạn cũng là một người có tính cầu toàn rất là cao. Hiện tại có khả năng là các bạn đang trải qua một cái giai đoạn gọi là kết thúc những chu kỳ cũ để mở ra một cái giai đoạn tươi sáng hơn. Một số bạn thì có khả năng là các bạn có sự quan tâm nhiều đến gia đình và cha mẹ đó ha, trong thời điểm này. Và đặc biệt các bạn hãy quan tâm gì cái vấn đề về sức khỏe của ba mẹ các bạn, đặc biệt là ba các bạn có vấn đề về trí não đó. Hay bị cái vấn đề như là bị rối loạn tiền đình hoặc là hơi chao đảo á, cẩn thận có sự té ngã. Ở đây mình thấy có thể là vũ trụ đang quan sát cuộc sống của các bạn, có thể có những điều gì đó kết thúc hoặc là nó không diễn ra như ý bạn mong đợi, để bạn có thể bước vào cái quyền lực của mình, khai triển toàn bộ những cái tài năng thiên bẩm của các bạn để bạn có thể tạo nên một cái nền tảng gì đó mới mẻ chẳng hạn. Các bạn có thể quản lý tốt mọi thứ mọi điều. Một số bạn ở đây có thể là cha hoặc mẹ đơn thân ở đây ha, đã từng kết thúc tình yêu ly dị vân vân.
Rồi để mình xem cái đối tượng của bạn là ai. Đây mình thấy đối tượng của bạn đây là một người rất là đam mê tiền bạc ha, rất là thích kiếm tiền và có khả năng tạo nên một cái nguồn tiền khá là tốt đó. Có thể là họ kiếm tiền khá là cao, nguồn lương cao chẳng hạn, hoặc có cái người này có thể cũng thích đầu tư vào nhà cửa, bất động sản, đất đai. Người này cũng hay thức khuya ha, có nhiều đêm mất ngủ và có thể là họ cũng là một người chân tình, từ tốn và có thể họ mang nguồn năng lượng cũng khá là trẻ trung. Hoặc là trong tình yêu người này có một sự yêu một cách chân thành, chân thật và không có quá nhiều cái sự gọi là tính toán. Yêu thì yêu thôi. Người này có khả năng là họ đã từng bị người khác lợi dụng, phụ bạc ha, hoặc là có khả năng là cái người này cũng có những cái đam mê gì đó, có thể cái người này họ cuồng công việc. À. Hoặc là họ cuồng kiếm tiền ha, mình thấy là như vậy. Và ngoài ra người này cũng khá là nhanh nhẹn, người này có khoảng cách với các bạn. Và ngoài ra có thể năng là cái người này hiện tại họ đang bị cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là có khả năng là họ cũng hơi mệt mỏi trong thời điểm này. Người này cũng là một người thông minh ha, hoặc làm gì cũng có sự nhanh gọn lẹ hết á. Và đây là một người có thể là họ cũng rất là thích trồng cây rồi đó. Người này có khả năng là họ cũng rất là thích ăn cá, hoặc thích ở biển, hoặc họ rất là yêu con nít. Rồi để mình xem qua đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trao bài thì họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào và họ có muốn cưới bạn hay không. Thì các bạn nữ xem trao bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trao bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. Họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào. Ở đây người này họ rất là yêu các bạn nha, bạn là cái người duy nhất trong lòng của họ. Có thể cái mối quan hệ này á, một số bạn đã từng yêu, đã từng chia tay rồi quay trở về. Và cái người này họ cũng rất là muốn cho nhau cơ hội để xây đắp lại, bởi vì họ với bạn có nhiều kỷ niệm yêu thương với nhau. Và họ yêu các bạn và họ nghĩ rằng bạn là một người rất là giỏi, họ cũng ngưỡng mộ thần tượng các bạn lắm. Bạn là người có sự độc lập, có thể lại là tạo ra tài chính cho chính mình và cũng là một người có một cuộc sống riêng biệt, hạnh phúc. Người tài giỏi và khôn ngoan. Đồng thời có thể là họ trao cho bạn một cái tình yêu vô điều kiện. Họ có thể là yêu các bạn và chân thành, và họ không đòi hỏi bạn bất cứ điều gì cả. Họ có sự cân bằng ở đây à, kiểu như họ có mặt. Và cái người này có khuynh hướng họ muốn cho đi, hoặc là họ muốn làm gì đó để bạn cảm thấy hạnh phúc. Hoặc là trong mối quan hệ này cái người này có khuynh hướng họ có sự chủ động. Có thể trong tình yêu người này cũng rất là muốn tặng quà hoặc là tặng tiền. Nói chung là khi mà đi đến cái giai đoạn gọi là chính thức á, công khai, thì có thể là cái người này họ sẽ đầu tư nhiều hơn. Và trong cái mối quan hệ này mình thấy có thể là họ sẽ có sự cân bằng, kiểu như bạn trao cho họ bao nhiêu thì họ cũng sẽ trao cho lại cho bạn bấy nhiêu. Nhưng mà cái khuynh hướng người này họ sẽ là cái người chủ động hơn. Tình cảm họ dành cho bạn là cái tình yêu nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo, quan tâm và thấu hiểu, chứ không phải là cái tình yêu ép buộc, kìm hãm các bạn à, họ muốn một cái tình yêu hài hòa và có sự tự do ở đây. Và ngoài ra thì có thể người này cũng muốn sinh con đẻ cái với các bạn, hoặc là có thể hai bạn đang ở xa thì người này rất là muốn gặp và có nhiều khoảng thời gian hẹn hò với nhau hơn. Nhưng mà có thể cái người này, cái vấn đề giữa hai người liên quan đến vấn đề tài chính, cho nên là họ muốn có một cái sự nghiệp vững chắc, an toàn, thì khi mà về chung một nhà thì nó sẽ tốt đẹp, hạnh phúc hơn nha. Người này họ cũng không có kiểu như là cản trở bạn trong công việc hay gì hết. Họ cũng không có kiểu như là họ sẽ có sự tôn trọng các bạn. Họ không có bắt bạn phải gọi là dành thời gian cho họ, bỏ bê công việc để dành thời gian cho họ hay gì đó. Họ đáp ứng mong cầu của họ, mà cái người này họ sẽ biết đặt mình vào vị trí của bạn để hiểu. Đây là cái tình yêu hài hòa, cân bằng và thấu hiểu ha. Họ luôn nhìn về phía bạn, nhìn bạn với cặp mắt trìu mến nha. Và họ luôn hướng về các bạn thôi, họ không có còn ai hết, chỉ cần bạn thôi. Và họ cảm thấy bạn xinh đẹp như một bông hoa vậy đó. Người này có muốn cưới bạn hay không là muốn nha.
Họ rất là muốn cưới các bạn và rất là muốn xây dựng gia đình, nhưng mà đối với người này có thực mới dựng được đạo, phải có tiền mới được. Họ mong ước khát khao được kết hôn các bạn. Nhưng mà cái người này có sự thực tế nha. Kiểu như là họ muốn cưới, nhưng mà có thể hai bạn cũng đôi khi đã có những cái vấn đề tranh cãi mâu thuẫn gì đó hơi khắc khẩu. Người này chỉ khi nào họ cảm nhận được à bạn đã thay đổi, bạn có khả năng là hài hòa, nhẹ nhàng, tình cảm, yêu thương ha, và cho họ cảm giác thân thuộc, gần gũi và cho họ cảm giác an toàn, thì người này họ sẽ cưới các bạn, và họ cũng phải có tiền có bạc nữa. Họ muốn cho bạn một cuộc sống như mơ, hạnh phúc. Bạn chính là ước mơ trở thành sự thật của họ. Và cái người này họ bạn chính là cái người gọi là thỏa mãn cảm xúc, cũng như là có thể người này cảm thấy rất là tự hào khi mà có cưới được một cái người yêu như các bạn vậy đó. Người này mình thấy có thể là họ giải quyết xong công việc rồi, họ có thể cũng sẽ tính đến câu chuyện kết hôn. Và ngoài ra mình thấy có khả năng là cái người này cũng sẽ có sự gọi là muốn có nhà có cửa nữa. Có cuộc sống tươi vui trọn vẹn để sau này hai người về bớt cãi lộn với nhau về vấn đề cơm áo gạo tiền. Mình thấy là như vậy. Người này có khả năng như mình nói, người này toàn tâm toàn ý muốn cưới ha. Khao khát cái điều đó. Bà muốn hai người có sự hạnh phúc bền vững ha. Trọn vẹn với nhau. Ở đây mình thấy có thể có khoảng 60% một số bạn đang nghĩ đến một cái người cũ nào đó, thì có thể là cái người này họ rất là muốn quay trở về bởi vì họ yêu các bạn. Và có khả năng là lần quay về này cái người này rất là muốn là người trao đi, chia sẻ hoặc là quan tâm đến bạn nhiều hơn. Các khuynh hướng sẽ chủ động hơn và có thể họ có sự cho bạn cái sự tự do, hoặc là không có kìm cặp, hoặc là không để cho bạn cảm thấy khó chịu. Có thể cái người này có rất là nhiều những kỷ niệm với các bạn ha. Đây là họ sẽ đầu tư hơn đó. Thấy tâm trong thâm tâm người này nghĩ như vậy. Và cái người này có muốn cưới hay không, mình thấy họ cũng rất là muốn cưới các bạn luôn, bởi vì mình thấy người này có ngày nhớ đêm mong, hoặc là mơ mơ mộng về các bạn khá là nhiều. Ở đây thì mình thấy khả năng là cái người này với bạn đã từng có những mâu thuẫn tranh cãi gì đó, nhưng mà cái người này những cái điều đó không có làm giảm cái tình yêu của họ dành cho bạn. Họ đang đang mong một cái ngày có thể kết nối lại với nhau và hàn gắn chữa lành và tiến đến hôn nhân. Ở đây thì mình thấy có thể là một số bạn đang nghĩ đến người cũ lẫn người đang yêu. Có hai đối tượng ha, một hoặc là một người hai tính cách, nhẹ nhàng, tình cảm, nhân ái, thấu đáo và có sự trưởng thành rồi. Đồng thời có sự chăm chỉ làm việc, siêng năng, cần mẫn và có sự gọi là thực tế, và có một cuộc sống cũng khá là xa xỉ và thành công trong cuộc sống, giàu có và đủ đầy. Nói chung là đây là mẫu người khá là thành tựu ha. Rồi để mình xem đối với những bạn nào xem trả bài thì họ tình yêu họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào và họ có muốn cưới bạn hay không. Người này mình thấy trong thâm tâm của họ đó, những bạn đang yêu á, bạn là một người học người giỏi giang ha, tài kiểu thông minh, điển trai, khôi ngô, tuấn tú, có tài lãnh đạo và có sự hùng mạnh. Nói chung là cái người này cảm thấy rất là tự hào, và trong lòng họ bạn là một cái anh hùng. Tuy nhiên thì có thể bạn bận rộn quá, người này họ đang cảm thấy khá là cô đơn, họ yêu các bạn, họ có sự nhớ nhung các bạn. Họ muốn bạn chủ động nhiều hơn, thể hiện tình cảm nhiều hơn, hướng về họ nhiều hơn. Họ cảm thấy bạn quá bận rộn trong công việc. Và đôi khi có thể là họ cảm thấy hai người có sự hơi thiếu thốn tình cảm, hoặc là thiếu nước trong mối quan hệ này ha, cảm thấy bạn hơi có sự khô cằn sỏi đá. Và bạn tập trung công việc quá nhiều, họ không biết khi nào bạn sẽ có sự tập trung cho họ nhiều hơn, hoặc là bạn có thể hành động để hai người có thể gặp gỡ nhau, hoặc là sẽ có một cái sự gọi là xây dựng tương lai. Họ cảm thấy mối quan hệ này nó hơi nặng nề hoặc hơi chùng bước. Họ rất là mong muốn là bạn sẽ có khả năng nhận ra điều quan trọng trong cái việc kết hôn và tiến đến hôn nhân với nhau. Họ muốn nhưng mà họ cần bạn hành động, chứ một mình họ đâu có thể kết hôn được. Cho nên là cái người này họ rất là muốn bạn sẽ đầu tư nhiều hơn cho cái mối quan hệ này ha.
Họ rất là muốn nói cái nỗi lòng cho các bạn nhưng mà họ lại hơi ngại ngùng. Nên họ sợ bạn đánh giá hoặc là bạn nghĩ họ quá gọi là mong muốn kết hôn hay gì đó, hoặc là bạn quá lị. Họ sợ bạn nghĩ rằng họ sẽ lụy vân vân. Nói chung người này cũng có cái tôi, cái tôn nghiêm, cho nên là đôi khi họ đang cố gắng ha, kìm hãm cái mong muốn cảm xúc của mình để cho bạn có thể tập trung lo cho công việc. Họ rất là muốn cưới nha, rất là muốn, hy vọng rằng có một cái động lực nào đó để có thể thúc đẩy bạn tiến đến hôn nhân nhanh hơn, kiểu vậy. Những bạn yêu nhau thấy là như vậy. Thế là họ cũng hiểu cho các bạn là bạn bận bịu công việc á, cho nên là người này rất là mong muốn là bạn sẽ chiến thắng, hoàn thành xong những công việc để có những hành động thiết thực cho mối quan hệ này hơn. Hiện tại cái tình yêu họ dành cho các bạn là cái tình yêu giác ngộ nha. Cái tình yêu mà kiểu như là họ có sự không có để bản thân của mình quá hấp tấp, vội vàng hoặc là bốc đồng để cho tổn thương cho mối quan hệ này. Có thể hai người đã từng yêu rồi chia tay rồi quay về và cái người này họ mới ngộ ra là bạn chính là cái người họ cần. Mặc dù có thể hơi cô đơn nhưng mà những người khác không có bằng bạn, hoặc là chỉ duy nhất một mình bạn cho họ cảm giác an toàn hoặc cảm giác trọn vẹn thôi. Họ chỉ muốn mình bạn và yêu mình bạn thôi nha. Cho nên mình thấy người này sẽ có rất là kiên nhẫn và kiên trì á, trong mối quan hệ này á. Có sự kiên nhẫn và chờ đợi ha. Và đôi khi họ tự hỏi không biết bạn có yêu họ thật lòng hay không. Đôi khi thấy bạn hơi gọi là kìm hãm hoặc bạn không có nói nhiều á, cho nên họ không biết là tình cảm bạn đang ra sao. Người này mong muốn có một cái tình yêu nghiêm túc, chứ họ không có thích sự dối lừa. Họ không có thích bạn có sự gọi là kiểu không thể cưới mà bạn nói dối với họ là có thể cưới kiểu vậy. Cái người này họ rất là hy vọng là bạn không phải là người nói dối. Họ rất là hy vọng là bạn kiểu hứa là sẽ làm nha. Đây người này họ đang cảm thấy phân vân, cảm thấy do dự, cảm thấy không biết là mối quan hệ này tương lai sẽ như thế nào, không biết là bạn có hoàn thành được ước nguyện của họ hay không, hoặc bạn có thật sự thật lòng với họ hay không, hay là bạn gọi là có điều gì đó che giấu. Không biết là bạn có bị ảnh hưởng vấn đề sức khỏe hoặc là tài chính hay không, mà tại sao cái tình yêu là cứ lưng chừng hoài, hoặc là bạn cứ tập trung vào công việc và không biết là cái mối quan hệ này có ai đó tác động hay không. Nói chung là người này có suy nghĩ lo lắng sợ hãi về cái mối quan hệ này, sợ là bạn đang làm gì đó lợi dụng hoặc là kiểu như bạn không thật lòng khiến cho họ có sự chờ đợi mòn mỏi và mất đi thanh xuân tuổi trẻ đó. Là có ai đó tác động kiểu vậy. Cho nên là cái người này họ muốn cưới nhưng mà họ quan sát và họ tập trung vào công việc của mình trong khi chờ đợi các bạn. Người này cảm thấy hơi lo lắng và cũng không biết mọi thứ sẽ như thế nào, nhưng mà họ đang ở trong cái trạng thái cảm thấy bất an, hoặc là mọi thứ nó có vẻ hơi gọi là không có rõ ràng á, hoặc là bạn có điều gì giấu kín, nói chung là như vậy. Nói chung là cũng hơi lo sợ nhưng mà cũng cố gắng kiên nhẫn, hoặc là đang chờ đợi một cái điều gì đó rõ ràng, một cái sự thật được tiết lộ để họ không có sự đầu tư tình yêu vào sai người kiểu vậy. Và nói chung trong tình yêu thì họ rất là hy vọng là các bạn sẽ rõ ràng với họ, thật lòng với họ. Thế trong mối quan hệ này cái người này họ có sự che giấu mọi người, họ không có nói cho mọi người biết là hai bạn có yêu nhau, có khoảng 7%, bởi vì cái người này họ sợ nói trước bước không tới hoặc là sợ không đi đến đâu hết. Cho nên người này rất là khao khát được cưới, được yêu thương, được quan tâm, nhưng mà họ thấy bạn có sự im lìm, họ không biết là bạn có dự định gì, suy nghĩ của bạn ra sao, vân vân. Nói chung người này hơi bị bất an và hơi lo lắng, phiền muộn một chút. Ừ.
Ở đây có 7% một số bạn đang nghĩ đến một cái đối tượng gì đó họ đã phản bội các bạn ha, thì không phải người này nha. Thể họ yêu các bạn vì tiền thôi, yêu mà có khi các bạn không có cho họ được một cái sự an toàn hoặc là khiến cho họ cảm thấy cô đơn nhiều quá. Rồi tình yêu thiếu cảm xúc. Rồi sự nghiệp thì không có, thì cái người này thường có khuynh hướng họ sẽ rời đi. Người này là một người ưu vật chất tiền tài và hay nghe lời người khác bàn tán xu bàn suối ha, kiểu vậy. Nên 7% một số bạn đang nghĩ đến đối tượng này thì không phải người đó nha. À, một số bạn kết nối chia tay thì mình thấy có thể là cái người này họ cũng cảm thấy họ có đang yêu bạn nhiều đến mức nào, thì có thể người này họ họ đã trưởng thành hoặc là họ đã giác ngộ rồi. Có thể là có một số trường hợp là đã có người yêu rồi. Và có thể dạo gần đây họ cũng hay nhận được tín hiệu là bạn nhớ họ nha. Thì đó, với những người đã có người yêu thì họ đang tập trung cho cái người yêu kia. Mặc dù có sự có thể là nhớ các bạn nhưng mà họ cũng không có dễ dàng bị xao động, bởi vì họ là người yêu ai họ sẽ yêu đến cùng kiểu vậy, chứ không có thích lăng nhăng. Còn một số trường hợp là 40% thì chưa có người yêu thì vẫn còn có thể nhớ nhung và đang gọi là bận rộn rất là nhiều ha, và cũng có khả năng là cũng có một cái sự thức tỉnh và nhận ra những cái điều gì đó trong mối quan hệ để trưởng thành hơn. Đây mình thấy người này họ nghĩ rằng nếu như bạn thực sự yêu họ thì bạn có sự chủ động, còn riêng họ thì mình thấy người này họ sẽ có một sự kiểu không có để bản thân của mình bị nhớ nhung, bị quỵ lụy tình cảm. Đối với họ, người đàn ông khi yêu phải là cái người chủ động, và nếu như bạn còn yêu còn thương hãy có một sự chủ động quay về và cố gắng. Người này họ cần ở bạn cái sự cố gắng đầu tư nghiêm túc hoặc là kiểu như là cố gắng níu kéo, còn không thì thôi, chứ người này họ cũng sẽ không có gọi là nhượng bộ hoặc là nhún nhường ha, để có được tình yêu. Cho nên là mình thấy có thể người này cũng có sự nhớ nhung, nhưng mà để nói là yêu nhiều, yêu say đắm thì có thể là hoặc là yêu mãnh liệt hoặc là điên cuồng gì đó thì không có. Họ đã trưởng thành rồi, họ đã thức tỉnh rồi, họ đã biết yêu chính mình, không để tình yêu nó khiến cho người này họ trở nên chao đảo nữa. Có thể họ vẫn còn theo dõi bạn từ xa. Có khả năng là trong mối hệ này hai bạn chia tay là coi do có những cái sự nghi ngờ, bạn có ai đó khác, hoặc là bạn không có chung thủy, hoặc bạn không có thật lòng. Bạn không có sự rõ ràng khiến cho họ cảm thấy mù mờ, mập mờ và không có được cái sự trân trọng. Cho nên là cái tình yêu trong người này đã vơi, đã cạn rồi. Hoặc là có một số bạn chia tay một phần là do bạn công việc chưa phù hợp, hoặc là có thể là cuộc sống của bạn, tài chính của bạn, hoặc cuộc sống của bạn, công việc của bạn hơi bấp bênh, hay sau đó người này họ là một người thực tế, họ cần có một cái người có thể ngăn cho họ có cảm giác an toàn về tình yêu và có khả năng đi đến tương lai. Họ có thể thiếu thiếu sự tin tưởng các bạn. Họ cần cái sự chứng minh hành động hơn là cái lời nói. Họ đã từng bị lừa, bị lợi dụng nhiều rồi, cho nên người này họ sẽ không thể tin tưởng lời nói mà họ cần có hành động để chứng minh, chứng tỏ. Cho nên để nói người này còn yêu nhiều đậm sâu hay không là mình thấy là có nhớ ha, nhưng mà để nói là yêu đậm sâu thì không có, bởi vì họ yêu bản thân, họ có sự thực tế. Cái người này có kiểu như là kiểu khi mà cảm thấy không hợp rồi thì họ sẽ dứt khoát dứt áo ra đi, chứ họ không có sự nhùng nhằng dây dưa, bởi vì họ biết họ sẽ khổ ha. Họ có thể là đã từng bị lừa dối, từng bị người yêu gọi là kiểu đánh mất lòng tin, phản bội họ, cho nên là họ không có tin tưởng người khác quá mức. Và họ không có thích có sự thương hại ha. Họ rất là rõ ràng, dứt khoát và họ không muốn tốn thời gian của đôi bên kiểu vậy. Và dường như cái người cũ này họ nghĩ bạn có sự dối lừa hoặc bạn không có thành thật với họ, cho nên họ không có tin vào tình yêu này, cho nên là cái tình cảm họ đã cạn rồi.
Thì họ nghĩ rằng trong mối quan hệ này bạn đến để giúp cho họ tỉnh ra một cái điều gì đó, hoặc họ giúp cho bạn có thể tỉnh táo hơn và có sự gọi là phát triển bản thân. Cái sự kết thúc này sẽ để lại cho hai bên những cái sự gọi là trưởng thành và thay đổi bản thân tốt hơn kiểu vậy. Ở đây mình thấy Cham thì có khả năng một số bạn rất là thích mùa đông, hoặc là các bạn có sự dự định lên gặp nhau, lên kế hoạch gặp nhau mùa đông, hoặc có một cái kỷ niệm đặc biệt gì đó liên quan đến mùa đông ở đây ha. Hoặc các bạn rất là thích bông tuyết. Một số bạn ở đây thì có thể là các bạn quen nhau qua trang mạng, hoặc là có thể là bạn làm việc liên quan đến công nghệ máy tính rồi đó khá là nhiều, hoặc làm việc online. Một số bạn nam thì có thể khá là cao to ha, lực lưỡng giống như cao bồi vậy đó. Và có thể trong mắt đối tượng thì có thể là cả hai người đều muốn có một cái nơi gọi là bình yên, bình an cho chính mình, hoặc một cái nơi neo giữ an toàn. Và có thể tình yêu này đang phát triển hơi là chậm chạp. Hoặc một số người có thể ở nước ngoài ha, sống hai quốc gia khác nhau. Và ngoài ra có khả năng hai bạn hiện tại đang muốn có sự yên bình, hoặc là có khả năng trong tình yêu các bạn cả nam và nữ các bạn đều muốn có sự yên bình, các bạn không muốn cãi vã, không muốn tranh chấp, không muốn cãi lộn với người yêu. Một trong hai người có thể biết chạy xe phân khối lớn, có thể là bạn nam nhiều hơn. Thấy ví dụ như các bạn nam có độ cao, có chiều cao lắm ha. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn, hay là của bạn, của người đó. Nhân mã, kim ngưu, ma kết, bảo bình, song tử, bạch dương, chữ cái trong tên, chữ K, chữ M, chữ V, chữ Q, chữ O, chữ L, chữ J, chữ Z, chữ B phở, chữ cờ, chữ N và chữ G. Giờ mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Ai xin chào các bạn tụ ba. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào và có muốn cưới bạn hay không. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Và có khả năng các bạn cũng đang rất là tích cực, làm việc chăm chỉ, siêng năng trong thời điểm này. Có thể là bạn đang mơ về một cái mái ấm gia đình với người yêu của mình ha. Các bạn khao khát có một sống gia đình hạnh phúc và được mọi người chúc mừng. Ở đây có một số bạn đã từng ly dị ha. Đây là cha hoặc mẹ đơn thân. Hiện tại có thể là một số bạn ở đây đang cảm thấy chơi vơi hoặc là chênh vênh, hoặc là có những cái điều gì đó, biến cố gì đó diễn ra bất ngờ khiến bạn cảm thấy hơi bị cô đơn, buồn bã trong thời điểm này. Hoặc là dạo gần đây có thể tình yêu các bạn nó không có được chắc chắn, hoặc là có khả năng các bạn khá là bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho nhau. Bạn cũng không biết tình yêu nó sẽ có cái tương lai như thế nào. Hoặc là một số bạn có khả năng là đang có những vấn đề về sự nghiệp, tài chính, mọi thứ nó có sự gọi là lưng chừng hoặc là không có được cái bước tiến, cho nên các bạn cũng hơi lo sợ về tương lai phía trước. Và đồng thời có thể một số bạn yêu xa cho nên các bạn đang có sự nhớ nhung người yêu. Có khoảng 10% một vài bạn ở đây đang nhớ về người cũ. À. Rồi để mình xem coi họ là ai. Đối tượng của bạn có thể năng đây là một người cũng hay thích học hỏi những cái điều mới mẻ, thông minh, và có thể họ là một người tuổi trẻ tài cao. Người này có thể là họ thông thái, hiểu biết sâu, biết rộng, và có khả năng người này thích ở cái không gian bình yên tĩnh, bình lặng, không có thích những cái sự ồn ào náo nhiệt quá mức. Họ rất là thích trẻ con luôn. Đối với người này hiện tại họ đang tìm cách để có thể phát triển sự nghiệp của mình, gia tăng thu nhập. Có thể họ đã từng trải qua những cái giai đoạn của sự tổn thất, mất mát gì đó, và họ cũng có thể là đôi khi cũng có những cái giây phút nghĩ về cái điều đó và cảm thấy vô cùng gọi là buồn buồn bã. Người này có thể cũng khá là nổi tiếng, được nhiều người yêu thương, quan tâm, biết tới ha, hoặc là có thể họ đang có một cái điều ước gì đó. Là điều ước về tiền bạc chẳng hạn.
Hoặc là cái người này hay cầu nguyện á, thích ngắm sao ha. Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì họ đã yêu bạn nhiều đến mức nào và họ có muốn cưới bạn hay không. Thì các bạn nữ xem trả bài, các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài, các bạn có thể xem tham khảo qua lại, các bạn nam cũng vậy ha. Những bạn nào mà đang yêu nhau thì mình thấy dường như người này đang có khá là nhiều những cái lo lắng trong lòng đó. Có thể là họ đang có vấn đề về sức khỏe hoặc là gia đình của họ đang có những biến cố gì đó. Nha, đang có rất là nhiều phải lo lắng, nghĩ ngợi. Và trong tình yêu này có thể là cái người này với bạn có khoảng cách hoặc là có thể năng có những điều gì đó vướng bận và chưa có thể gặp nhau được. Chưa có thể hoàn thành giấc mộng giữa hai người. Người này có khả năng là trong thâm tâm của họ thì họ nghĩ bạn là một cái người rất là ân cần, chăm sóc, chu đáo và có khả năng họ đã xem bạn là cái người vợ rồi. Ừ. Và ngoài ra thì có thể người này họ có sự quan tâm đến sức khỏe của bạn. Nha. Và họ rất là muốn bạn có sự biết quan tâm đến chính mình nhiều hơn. Cũng như là biết quan tâm đến họ, dường như dạo gần đây họ cảm thấy bạn có thể bận rộn, cả hai người đều rất là bận rộn hoặc là vấn đề sức khỏe gì đó mà thiếu sự tương tác với nhau ha, người này thấy hơi cô đơn, hơi quạnh vắng, hơi lẻ loi đó. Ừ. Và có khả năng họ nghĩ rằng bạn là cái người duy nhất có thể chữa lành cho trái tim hoặc là chữa lành cho vết thương gì đó của họ. Ừ. Họ rất là cần được bạn quan tâm, ân cần, chu đáo. Dường như cái người này họ hơi ghen hoặc là họ nghĩ bạn có nhiều điều để quan tâm hơn là họ. Ừ. Nói chung người này hiện tại dường như là mình thấy trong mối quan hệ này thì họ rất là muốn kết hôn nhưng mà dường như họ nghĩ tình cảm họ cảm thấy giống như là bị vơi vơi bớt, cảm thấy có một cái sự gì đó bị mất phương hướng hoặc là bị chênh vênh hoặc là có nhiều điều họ không có hiểu rõ về cái tình yêu này hoặc là về chính bạn. Dường như cái người này họ cảm thấy bạn là người tham vọng hoặc là có nhiều hoài bão. Ừ, hoặc là bạn có nhiều điều phải lo hơn là nghĩ đến họ, hoặc là có khả năng là người này họ đang nghĩ đến vấn đề có thể là có gia đình tác động hay gì đó vân vân. Nói chung dường như cái mối quan hệ này nó hơi thiếu thiếu cái sự ân cần chu đáo hoặc quan tâm đến nhau. Mà để hỏi hỏi cái người này hoặc là do chỉ đơn giản là có thể là do vấn đề sức khỏe hoặc là công việc nó hơi khó khăn. Cho nên cái người này họ cũng rất là hy vọng bạn sẽ hiểu, đừng có suy nghĩ lung tung. Ừ. Người này có khả năng là có nhiều điều họ che giấu để bạn không có thể gọi là buồn bã hoặc nghĩ ngợi quá nhiều. Người này có muốn cưới bạn hay không là có ha. Có và bạn là cái người đặc biệt trong mắt của họ và họ cũng rất là muốn có con các bạn á. Vì dường như mình thấy người này họ thấy bạn họ hơi ghen hay sao đó, họ nghĩ là bạn có nhiều người theo đuổi ha. Có nhiều người muốn cưới các bạn chẳng hạn. Hoặc là cái người này đang bị bệnh, có vấn đề gì đó nó khiến cho người này bị ràng buộc lại và không thể chưa thể thoát ra được cái tình huống đó cho nên là muốn cưới nhưng mà lại cuối cùng chưa có thể thực hiện được. Cho nên đôi khi cảm thấy hơi bị khó chịu. Nhìn họ bề ngoài có vẻ hơi bình thường lạnh lùng vậy thôi chứ thực sự bên trong người này có rất là nhiều những nỗi lo, nỗi sợ gì đó ở đây. Ừ. Người này rất là muốn nhanh chóng cưới các bạn nhưng mà có thể sức khỏe hoặc là tài chính chưa cho phép. Hoặc là cái người này hơi ghen và họ muốn bạn cho họ thấy được bạn họ là cái người duy nhất trong lòng của bạn. Ừ. À, như cái mối quan hệ này thiếu cái sự tin tưởng thì phải.
Những bạn nào mà gọi là ngắt kết nối chia tay đây cũng khá là đông ha. Người này có thể là họ nghĩ rằng bạn đã chọn lựa người khác rồi, bạn chê, có khả năng họ nghĩ rằng bạn bạn nghĩ họ là một người thiếu công việc, thiếu tiền, hoặc là kiểu như là họ nghĩ rằng bạn gia đình bạn không có thích họ. Nói chung là có thể là có nhiều cái vấn đề trong mối quan hệ này. Có thể là họ cũng rất là cảm thấy thiếu thốn, cảm thấy gọi là trống trải, cảm thấy là quạnh vắng. Có thể là đôi khi họ nghĩ rằng họ không có xứng với bạn chẳng hạn. Người này có khả năng là họ rất là muốn cưới các bạn nhưng mà có thể lực bất tòng tâm, hoặc là có thể một số trường hợp là bạn là cái người chặn họ rồi, họ không thể nào làm được cái điều gì cả, thì chỉ biết gọi là nhớ nhung thôi, là cô đơn thôi, hoặc là gia đình không cho phép thôi. Cho nên là cái tình yêu này rất là nhiều ngăn trở và họ cảm thấy cô đơn buồn bã, hoặc là cảm thấy rất là muốn mệt mỏi, và có thể là họ nghĩ rằng bạn là cái người duy nhất có thể chữa lành được cho trái tim đau đớn khô khan của họ. Có thể họ nghĩ rằng bạn có nhiều người theo đuổi xứng đáng hơn với bạn, và bạn có thể tìm một người có công việc hoặc có sự chủ động, hoặc có thể cho bạn cái cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn là họ. Người này hơi suy nghĩ tiêu cực một chút, hoặc là thậm chí người này họ suy nghĩ, họ hiểu sai và các bạn, họ nghĩ là bạn có sự không có chung thủy hay sao đó. Nói chung là cái người này mình thấy dường như cái tinh thần hoặc là cái suy nghĩ của người này có vẻ hơi bị lắng nghe cái tôi cái bản ngã nhiều quá, hoặc có khả năng là họ không biết giải quyết vấn đề, hoặc họ không hiểu các bạn. Có thể là họ hơi không hiểu các bạn, hay hiểu lầm cái lời nói của các bạn, cho nên đâm ra là mối quan hệ này nó không đi đến đâu là như vậy. Rồi để mình xem đối với những bạn đang xem trả bài thì họ đang yêu bạn nhiều đến mức nào và có muốn cưới bạn hay không. Người này họ đánh giá bạn là một người sống tình cảm ha, yêu thương và biết lãng mạn, biết quan tâm, ân cần, chu đáo và biết chiều chuộng người yêu. Người này có thể họ cũng là một người có rất là nhiều cái sự tình cảm, nhân ái và có sự tự tin, có khả năng ăn nói duyên dáng, khôn ngoan và có sự gọi là mạnh mẽ, kiên cường ha. Ở đây trong mối quan hệ này thì có thể là cái người này họ hơi nghi ngờ các bạn có ai đó khác ngoài họ đó. Những bạn nào yêu nhau, hoặc là họ kiểu sợ bạn có sự hài lòng á. Người này có thể là yêu đó nhưng mà hơi có một sự phòng thủ, chưa có tin tưởng quá, hoặc là họ cảm thấy bạn có nhiều điều che giấu. Người này có khả năng là họ rất là muốn bạn hãy thể hiện, hãy hành động chứ đừng có thể hiện tình cảm qua lời nói. Người này họ cần cái gì đó thực tế hơn, cái sự gọi là chủ động mạnh mẽ hơn từ các bạn. Ở đây thì nói chung là người này cũng khá khát khao được cưới hỏi, nhưng mà có thể họ cần ở bạn cái sự chủ động, bởi vì nếu như họ muốn mà bạn bạn không hành động cũng như không mà. Nên người này họ cũng đang suy nghĩ không biết bạn có muốn cưới họ hay không. Họ có nhiều cảm xúc, nhiều tình cảm với các bạn và họ cảm thấy mối quan hệ này cũng hơi có nhiều cái thử thách gian nan, hoặc là đôi khi họ cũng nghĩ là không biết là bạn có thực sự yêu là cưới họ, hay là bạn có sự gọi là muốn chọn lựa những người khác. Họ không có hiểu về bạn cho lắm. Hoặc là họ không biết là bạn có vượt qua được những thử thách trong cái tình yêu hoặc là trong cái công việc cuộc sống để có thể cho họ một cái buổi lễ cầu hôn hay không, một cái đám cưới hay không. Và người này hơi nghi là bạn không biết có yêu họ thật sự hay không, hay là chỉ là chót lưỡi đầu môi thôi. Họ thấy mối quan hệ này dường như có nhiều điều trăn trở, hoặc hai người có nhiều cái sự khắc khẩu, tranh cãi hoặc là mỏi mệt gì đó ở đây ha. Và họ rất là muốn bạn hành động và cho họ thấy được cái sự an toàn hoặc một cái sự thực tế trong mối quan hệ này. Tình cảm thì họ cảm nhận được đó, nhưng mà hành động thì chưa thấy.
Người này có nhiều điều họ cảm thấy là hơi bị lấn cấn hoặc là cảm thấy bạn có khả năng cũng hơi nóng tính. Hoặc là bạn có khả năng họ chưa hiểu, chưa thấu rõ lòng họ, cảm xúc thì đong đầy nhưng mà có sự nóng tính hoặc là có sự kiểu như là có tình cảm, có sự yêu thương lãng mạn nhưng mà tới lúc mà bạn nóng lên dường như bạn mất đi cái khả năng thấu hiểu hoặc nhìn nhận vấn đề. À, bạn hơi nóng tính và cọc cằn hay sao đó. Người này họ cần tình yêu, họ cần thực tế, họ cần sự chủ động ha, chứ tình yêu mà chỉ nói bằng lời thì nói chung là cái người này họ cũng không có thiết tha cho mấy. Ở đây những bạn nghe cái nói chia tay, người này họ cho rằng bạn là người khá đào hoa, không có họ thì bạn vẫn có sự quan tâm nhiều người khác. Đây họ nghĩ rằng bạn đang quen ai đó, nhiều người xinh đẹp tài giỏi. Và có thể họ vẫn còn theo dõi bạn từ xa và có thể cái người này họ đang tập trung phát triển bản thân, sắc đẹp, sự tự tin của chính mình. Và đôi khi họ cũng hơi suy nghĩ coi bạn có hành động gì hay không. Người này mình thấy có thể là họ không có tin bài tưởng bạn, hoặc là không có tin lời nói của bạn, hoặc là họ cảm thấy họ hơi ngờ vực, họ không cảm thấy an toàn. Họ không tin rằng bạn có thể cưới được họ, hoặc là kiểu như là bạn không có sự cố gắng quá nhiều mà bạn có những cái vấn đề gì đó mà bạn không có giải quyết rõ ràng cho họ thấy. Hoặc hai người có nhiều cái sự lấn cấn tranh cãi, hoặc là đôi khi bạn luôn chọn cái sự im lặng rời đi khi mà hai người tranh cãi với nhau ha, cho nên cái người này họ hơi thất vọng về các bạn. Mặc dù có thể cảm xúc cũng có ha, cũng có sự thu hút cảm xúc ở đây, nhưng mà ở đây mình thấy họ cảm thấy trong mối quan hệ này có nhiều cái sự vướng mắc hoặc là nhiều trận chiến quá mà bạn không có thành công, hoặc bạn không có thể thắng được những trận chiến này, hoặc là không có chiến thắng được cái bản ngã, cái tôi của các bạn á. Cho nên là cái mối quan hệ này, cái khả năng là cái người này họ nghĩ là khó có thể đi lâu dài, cho nên cho mỗi người mỗi hướng đi riêng thì sẽ tốt hơn. Họ cần một cái người biết hành động, một người cho họ cảm giác an toàn cũng như là cái sự thực tế. Hoặc đôi khi có khả năng là những cái lời nói của bạn khiến cho họ cũng cảm thấy tổn thương. Có thể bạn nóng tính, bạn có những lời nói gì đó khiến người này cảm thấy không có được trân trọng á, kiểu vậy. Nói chung mối quan hệ này hai người đều thiếu sự tin tưởng cho nhau ha, khó có thể quay lại lắm. Những bạn yêu nhau mà thiếu sự tin tưởng như thế này cũng rất là khó để có thể gắn kết lâu dài nha. Phải cần phải có cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau, giải quyết những mâu thuẫn và cho nhau cái sự an toàn, sự rõ ràng. Và các bạn nam ở đây, bạn nữ cần ở bạn cái sự hành động nhiều hơn. Rồi, charm cho các bạn thì mình thấy có thể một số bạn nam ở đây có khả năng có sự cao ráo, mạnh mẽ giống như cao bồi ha. Ngoài ra có thể một số bạn cũng rất là hy vọng mình sẽ có một cái tình yêu thật là đẹp giống như câu chuyện cổ tích. Và có thể mối quan hệ này nó có sự phát triển hơi chậm chạp, chậm rãi. Và một số bạn có khả năng là có cái thiên hướng về tâm linh ha, có sự hiểu biết, có sự gọi là hướng về tinh thần. Ngoài ra có thể các bạn, cái câu chuyện này mình thấy có khả năng là các bạn một người thì như rùa, một người thì như thỏ. Câu chuyện rùa và thỏ đó. Hoặc là mối quan hệ này thì có khả năng là không thể gấp dọi được, từ từ kiên nhẫn thì mới có thể vượt qua, còn gấp dọi chủ động kiểm soát, hối thúc mọi thứ thì không có gì diễn ra hết. Hoặc một người thì tính rất là nhanh nhẹn, một người thì tính chậm rãi, cho nên nó có sự hơi bị bất đồng một chút. Một trong hai người có thể biết đờn ha, biết sử dụng nhạc cụ ha, biết âm nhạc, biết sử dụng âm nhạc ở đây. Rồi có khả năng là các bạn rất là thích gấu bông, hoặc là trong mắt của đối tượng thì có thể là bạn là một chú gấu rất là dễ thương. I love you ha, có tình yêu ở đây nè. Họ yêu các bạn. Và ngoài ra cái mối quan hệ này như mình nói có thể là có sự tác động của bên thứ ba, hoặc là có những cái vấn đề gì đó mà nghi ngờ có người thứ ba, cả hai người đều có những cái sự nghi ngờ lẫn nhau, vân vân. Mà có thể hai bạn cần phải có cuộc nói chuyện rõ ràng, nhắm trúng mục tiêu ha, để có thể giải quyết vấn đề. Mà có khả năng là một trong hai người rất là muốn nhắn tin cho nhau. Cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn, của người đó, xử nữ, nhân mã, market,
Kim Ngưu, Thiên Bình, Bạch Dương, Song Tử, được cái trong tên, như bờ, chữ F, chữ U, chữ X, chữ C, chữ N, chữ G, chữ Y dài, chữ E, chữ T, chữ V, chữ A và chữ G hoặc D ha. Giờ mình xin kết thúc các bạn tụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.